À, anh là tên gì anh ha? Anh Âu Giàng tên gì anh? Nguyễn Văn Bình À, Nguyễn Văn Bình. Anh Bình là sinh năm mấy? 1978. À, 1978. Dạ. Rồi con xin thưa với chú Khương là hôm qua đây đó thì là bên con của em Bình đây đó là có báo cho Tuấn Vị là sau khi gia đình của em Bình đó có xem được cái video của chú đăng hôm trước đó thì thấy có một số điểm có đáng nghi ngờ, và nếu mà đúng huyết thống đó, thì là em Bình đây là con của chú Khương, thì nếu mà trúng huyết thống là như vậy thì bây giờ để chúng ta tuần tự đó anh Bình. Bây giờ chúng ta tuần tự thì chúng ta nghe qua chú Khương kể lại cái câu chuyện trước đây. Thì nếu ví dụ như mà đây là trúng cha con á, thì là cái điều tốt. Còn ngược lại mà là rủi mà không trúng thì có ai trùng với hoàn cảnh của đôi bên thì người ta lại tiếp tục người ta lên tiếng anh Bình. Dạ. Rồi vậy phiền phiền chú Khương kể lại cái câu chuyện trước đây, và chú nghi ngờ là chú có đứa con rồi thất lạc ra làm sao thì nhờ chú Khương kể lại ha chú Khương ha. Thưa chú Vĩ, thưa cháu Bình với bà con trên cộng đồng mạng, thì vào cái dịp mấy cái năm mới giải phóng, khoảng khoảng năm 1978, khoảng 77-78 gì đó, thì tôi có chuyến công tác từ ở Biên Hòa lên Long Khánh, xong rồi trên Long Khánh tôi quay trở về Biên Hòa, rồi đi theo dọc đường quốc lộ 1 về tới cái đoạn mà Lô Xu Trảng Bom á, thì có một người phía bên tay trái đường ngồi trên cái miệng cống, ngồi trên miệng cống ngang đường quốc lộ 1 á, quắt xe quá giang đó. Thì quắt xe quá giang thì tôi đi có một mình rồi, thôi tôi ghé cho quá giang tôi hỏi về đâu, thì cô ấy nói về cổng 11 Long Bình tìm người nhà, tìm chồng, tìm người thân vậy đó. Lâu quá gia đình vậy đó, tôi cũng hơi quên. Tôi hỏi cô ấy tên gì, cô ấy nói cô tên là Vinh đó, người Hà Tĩnh, phải người ngoài miền Trung nghe Hà Tĩnh đó. Thì đi dọc đường về cũng nói chuyện này kia nọ, tôi mới thôi tôi nói nhà tôi ở Biên Hòa, trước khi ra cổng một người ghé nhà tôi chơi biết chỗ, muốn về tâm sự làm quen mà. Thì hồi đó tôi ở nhà công vụ của công ty, ở chung với mấy người, mấy giờ đó người đang giờ làm việc thì không ai, tôi mới mời cô về nhà chơi cho biết nhà. Thì cũng cái đợt đó hai người cũng nảy sinh tình cảm đó, thì xong xuôi cái tôi mới đưa cô ấy ra ngoài cổng 11 Long Bình, nhưng mà mới vừa tới ngã tư Tam Hiệp ngoài xa lộ á, xa lộ Biên Hòa Sài Gòn á, ngay ngã tư Tam Hiệp ngay Bình Minh, thì coi như là xe tôi bị nổ lốp cái đùng, cô bước xuống để em đi bộ, cô đi bộ vô thì tôi lo thay lốp xe. Xong xuôi tôi đâu có biết cô đi hướng nào, thôi thành đành tôi quay về Biên Hòa. Thì từ đó đến sau thì không có còn gặp nhau nữa, thì tại vì cũng xin lỗi chú với bà con cộng đồng quen trên đường mà rủ về nhà, rủ về nhà chơi, hỏi cô ở ngoài miền Trung mà Hà Tĩnh mà chứ không phải ở trong này, rồi nó đi tìm gia đình rồi tôi mới cho qua Giang. Thì sau này á thì tôi không còn ở cái nhà công vụ nữa, nhà nhà đó nhà có công vụ của công ty ở gần chợ Biên Hòa, tôi không còn ở đó nữa, tôi đi lên trên công ty tôi ở trên đồi. Thì lúc cô Vinh cổ mang bầu, cổ đến nhà đó tìm tôi không còn ở đó nữa, cổ báo nói cô có bầu. Thì từ đó tới giờ ở trong cơ quan họ cũng đồn, họ đồn nói tôi có con cái vậy đó. Thì vợ tôi nó cũng làm trên cơ quan, nó nghe vậy vậy khóc lóc nó kể lể tôi riết. Chuyện đó là làm sao biết được, thì hỏi chú từ đó tới giờ đâu có biết sao mà tìm mà liên lạc, thì chỉ có bây giờ có công nghệ có kinh chú Tuấn Vĩ, tôi xem mấy năm nay tôi thấy tôi cũng áy náy trong lòng, bây giờ mình là nghe tin có bầu không biết có phải đứa con của mình không, mình cũng áy náy trong lòng, tôi buộc tôi phải lên kinh chú tôi tìm kiếm như thế nào. Thì
tôi đoán là đứa bé đó sanh chắc khoảng 78 hay 79 gì đó, hai trong hai cái năm đó đó. Đó thì có một lần á, thì tôi đi với vợ sắp cưới, tôi ra bến xe Biên Hòa, thì từ xa xa tôi ở ngoài đi vô, tôi vợ vợ sắp cưới tôi ở ngoài đi vô, thì cô Dinh ở trong tuốt ở trong đi ra trong bến xe, có một người đàn bà đi đằng sau lưng ẵm đứa bé, lúc đó là sanh rồi, Wow. thì tôi nói là sanh sanh đứa bé rồi, thì tôi đoán là lúc đó chắc khoảng năm 79 quá, đã cái hai năm đó không biết năm nào, bị nó quá lâu rồi, mấy chục năm mà đó. Rồi đôi bên có Thì hỏi hỏi tôi thăm nhau không? Đôi bên có giáp mặt nhau, có hỏi thăm nhau không, chú gặp nhau từ xa, gặp nhau từ xa không biết, tôi không? không không dám hỏi, vì tôi đang đi với vợ tôi mà, đi với vợ tôi, vợ sắp cưới tôi đi vô mua bánh xe để đi về trên quê quê tôi trên Tây Ninh đó đó. Tôi có một mình tôi cái vợ tôi hỏi như vậy, nó không có gì hết, thì lúc đó lên xe ngồi rồi tôi mới kể cho vợ tôi nghe cái sự việc như vậy vậy đó. Đó. Rồi Thưa chú. rồi ok chú, rồi rồi tạm thời vậy đi chú ha. Rồi hồi nữa chúng ta sẽ, nếu có thời gian chúng ta sẽ nói thêm. Đại khái là trước đây là chú vô tình có quen một cô là tên là cô Vinh, người Hà Tĩnh. Rồi đôi bên cũng có qua lại với nhau và có nghi ngờ là có một đứa con. Và chú có biết con trai con gái gì không chú? Dạ không, lúc đó mang bầu đến tìm kiếm thôi, tìm kiếm mà tôi từ đó giờ không không thấy tới nữa, không thấy tới nữa. Rồi Thì ok chú. tôi lên ở cơ quan cách đó cũng cả gần 10 cây số Rồi ok chú. Rồi rồi. anh Phải Bình ơi. Anh Bình ơi. rồi. Dạ, anh Bình tập trung chút xíu nha anh Bình. Dạ, rồi bây giờ cho em hỏi bên anh Bình thì sau khi anh Bình xem được cái video thì anh Bình nghi ngờ ở những điểm nào anh Bình ha? Em theo thì nghe mà người ta sớm kiện cãi lại với mẹ nói là sanh một năm 179 là 78 gì đó, là bà cho nó tên bà Vinh, nó mà ở người, người Bắc ở Hà Nam Ninh người ngoái á, người là người Bắc, nguồn gốc người Bắc, người bà lại bà cho là bà nuôi một tháng, nuôi sữa một tháng rồi bà mới đi, tại vì bà cho hồi đó mới còn nhỏ xíu à. Vậy đó Dạ và là cho nuôi sữa 1 tháng rồi bả mới đi, tại vì nhỏ quá, à mà và trước khi đó là bả đẻ rồi bả mới ẵm là lại bả cho vậy đó, rồi ông già bà già không có con đứa nào giờ người mới sinh nuôi, là năm nay là bốn 49 48 49 năm rồi. dạ và thưa cho ở đâu anh Là như ha? vậy đó, mẹ thì người Bắc tên Vinh tên gì đó, nghe người ta kể lại mẹ người Bắc ở Hà Nam Ninh đó, ở Quảng Trị Quảng Ngãi gì, nghe nói là gì đó mà lâu quá rồi mình nhớ nhớ vậy thôi, là nó trùng hợp vậy đó. Dạ thưa là nhận được em bé ở đâu, ở địa phương nào anh à? Hồi đó cho thì bà đó bà lại cho ở Hòn Đất, ấp Hòn Đất ở Tà Lốc Hòn Đất á, Hòn Đất Kiên Giang à, giờ cho tới nhà luôn, ẩm là tới nhà cho. À, dưới Kiên Giang. Mà cũng nghe nói rằng là mẹ tên Vinh à. Tại bà kể lại với vợ, rồi bà gần chết bà kể lại với vợ vậy đó, chứ bà không nói cho mình biết, nó bà giấu luôn mà sớm kìa người ta biết mà ổng bả cưng là giấu luôn, không có nói con sinh con gì cho tới chừng cưới vợ có con cả có chồng có con hết thì con cái bự hết trơn, thì là bả cũng không cho nói nữa, bả giấu luôn, chừng tới ngày bả chết đó bả nói với vợ à, bả không nói với mình. Là người mẹ đó là người Bắc, người dân ở ngoài Bắc á, người ta nói sớm ghiền ta nói vậy đó, người ta biết hết trơn à, mình không biết, người lớn người ta biết. Dạ thưa chú thì cơ bản thì con có ghi nhận vậy đó, rồi còn chú có muốn hỏi điều gì thêm hay là bên anh Bình có biết gì thêm nữa thì kể chú nghe. Tại vì em thì nói chung hồi đó cho hồi đó là nhỏ xíu à, mới có đẻ ra rồi người ta ở đó người ta nuôi sữa luôn 1 tháng người ta mới đi, chứ nhỏ xíu đâu biết gì, chỉ nghe là người xóm kiện ở đây người ta kể lại thôi chứ mình không có biết, tại vì con nít mà mới đẻ mà đâu có biết cái gì đâu, người lớn kể lại mình mới biết thôi.
Người ta nói vậy vậy là quê quán mình ở đó đó vậy đó, là người Bắc vậy đó, chứ mình không biết. Tôi xin góp ý cái gì? Thì theo như cháu Bình nói thì tôi ở Biên Hòa, Đồng Nai. Sự việc tình cảm tôi với cô Vinh xảy ra cũng tại Biên Hòa, Đồng Nai, cái khu vực ở gần chợ Biên Hòa luôn. Thì cô Vinh là người Hà Tĩnh, nói tiếng Hà Tĩnh luôn chứ không phải nói tiếng Nam Định ngoài Bắc đâu, không phải nói tiếng miền Bắc, nói tiếng với tôi, ngồi xe nói chuyện với tôi là nói tiếng Nga Hà Tĩnh mà, chứ không có nói tiếng ngoài kia. Rồi cũng như hôm trước tôi cái clip trước chú diễn clip trước mà chú đưa lên clip 967 thì tôi có nói với chú tôi nghi ngờ cái cô Như mà ở Sùng Chính Thuận Hải, cô đó cũng nói tiếng trò trẻ người Trung á, mà nghe nói có bà gì ở cây số 125, thì bà gì ở cái số 125 thì cái số 125 tôi nghĩ rằng là cây số 125 nó thuộc xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Thì tại cô Như nói cây số 125 mà chắc cô Như không có biết cây số 125 nằm đâu. Thì vậy chứ còn ở tuốt như chú Bình nói đâu, tuốt với miền Tây Kiên Kiên Giang, Giang. Kiên Giang xa quá không biết có mới có đúng không, mà nói nghe là người ngoài Bắc không phải người Trung là như cái đó không có khớp, không có đúng rồi. Tại vì nghe người người lớn người ta kể lại, người Hà Nam Ninh gì đó, Hà Tĩnh đó gì đó, Thì người lớn đã kể lại. Hà Tĩnh vì cô Vinh nói chuyện với tôi cũng nói tiếng Nghệ An Hà Tĩnh mà. Người ta cãi người Hà Tĩnh đó, người Hà Tĩnh lại đó, mấy người lớn lớn tuổi hồi già đó, người ta chết hết rồi người ta kể. Có thể là anh Bình Bà biết rồi. không có rành về cái địa danh, nghĩa là nếu mà ngoài Bắc đó, Hà Nam Ninh hoặc này kia đó là thuộc miền Bắc. Còn mà ví dụ như hồi nãy em cũng có nghe anh Bình nói là người ta nói Quảng Ngãi rồi này kia gì đó, Hà Tĩnh này kia đó là miền Trung, cho nên là giữa hai cái khu vực này là nó cách xa nhau dữ lắm. Tuy nhiên thì theo Tuấn Vị nghĩ đó là đôi khi cái việc mà con của chú Khương thì chú nghi ngờ là ở cái khu vực ở Biên Hòa Đồng Nai, còn mà đối với anh Bình đây á, thì lại cha mẹ sinh được ở dưới Kiên Giang, thì cái việc mà đôi bên có thể đi lại vẫn có thể xảy ra, nhưng mà gọi là cái khả năng thì nó không cao thôi, chứ còn cái việc mà có thể người mẹ vẫn ẵm con qua lại ở hai khu vực từ dưới kinh từ trên Biên Hòa mà xuống Kiên Giang thì cái chuyện đó vẫn có thể xảy ra, chứ không phải Tại vì Kiên là Giang cái đường này là đường Kiên Giang là đường bự mà, đường Lã Tiên đó, đường thống thông thống nhất, đường cái mà lộ mà đường chính đó. Đó là em đặt ra ví dụ chẳng hạn như là những cái người gọi là Bắc Nam Tư, người ta di dân ở dưới đó mà người ta đi công việc này kia gì đó ở trên trên này, rồi người ta sinh con ở trên này xong người ta về ở dưới nhà người ta, thì cái chuyện đó cũng có thể xảy ra, nhưng có thể là nó không cao lắm thôi, chứ không phải là không xảy ra. Ngoài ra nữa đó thì ở giữa hai khu vực ở ngoài Hà Nam Ninh với lại Hà Tĩnh hoặc này kia đó thì có thể là đôi khi vẫn có thể có sự nhầm lẫn qua cái sự mà truyền miệng của cái người truyền miệng lại cho anh. Bởi vì là đôi khi mình cũng đâu có biết được chắc là cái người cô Vinh đó là ở đâu, chỉ là thấy cái nghe nói tiếng khác vùng miền thì người ta nói rằng là người miền miền ngoài vậy thôi, chứ cũng không không có cụ thể là ở đâu. Thì nếu ví dụ đây là Tuấn Vĩ nói ví dụ nè, là đôi bên mà có thiện chí và thấy có nhiều cái điểm mà có thể đáng nghi ngờ thì đôi bên vẫn có thể xét nghiệm ADN với nhau, và cái khả năng trùng thì vẫn có, nhưng mà có thấp hay là cao này kia thì cái đó thì mình không có đoán được thôi. Chứ còn cái thứ nhất á, là tên mẹ là tên Vinh, điều thứ hai nữa là sinh vào năm 1978 thì hai cái điểm đó là hai cái điểm chính. Cho nên là nếu ví dụ như mà trong quá trình mà đôi bên tìm hiểu thử, nếu ví dụ như cảm thấy đôi bên có thiện chí thì đôi bên vẫn có thể xét nghiệm với nhau. Ngoài ra nữa thì nếu ví dụ ở trong cộng đồng có ai trùng hợp với hai câu chuyện này thì mong cộng đồng lại tiếp tục lên tiếng. Và Túc Vị cũng tìm hiểu thêm về cái trường hợp mà chú Khương có nói là cái cô ở ngoài cái số 125 gì đó, để Túc Vị sẽ tìm lại. Bình Thuận. Hồ Thị Kiều Như clip 543
Rồi. tôi vui cô đó đang lúc trước À. tôi cũng nói với chú một lần rồi đây. Dạ, rồi, Tôn Vị sẽ cố gắng liên hệ với chị Như đó, bởi vì cái chị Như đó đó là hôm trước Tôn Vị có ghi nhận một trường hợp nào ở ngoài đó, rồi chị Như là đến đó để trình bày kèm theo. Vì vậy cho nên á Đúng rồi. cho nên là không biết là đợt đó là cái Hai số người nữa, điện. tôi chơi với một người nữa, hai người đến gặp chú chỉ Dạ. Rồi. thuộc Đức Linh Thuận Hải. Rồi con hiểu rồi. Rồi để con lục lại, bởi vì là do chị không có để lại hồ sơ cho nên là bây giờ liên hệ với chị cũng hơi khó, mà liên hệ với cái người mà hôm trước ghi nhận cái buổi đoàn tụ đó rồi xin cái số của chị Như đó. Rồi vậy thưa chú và thưa anh, trên cơ bản thì Tuấn Vị đã ghi nhận được và Tuấn Vị cũng nêu lên cái quan điểm. Rồi đôi bên khi nào mà có cái nguyện vọng như thế nào đó thì đôi bên có thể tự chủ động liên hệ với nhau để rồi đi đến những cái bước tiếp theo. À, nha chú nha, rồi anh nha. Lúc trước clip trước tôi có gửi chú Tuấn Vĩ một cái tấm hình tôi chụp hình năm mới giải phóng năm tôi 20 tuổi á, để cho nếu mà cô Vinh cổ nhìn chắc có lẽ cổ nhận biết, chứ còn bây giờ lớn tuổi gương mặt khác đi rồi. Dạ. Tôi có gửi chú tấm hình Rồi, á. rồi chút xíu nữa là Thì con sẽ chút xíu con đưa lên trong cái clip này, rồi nếu ví dụ như mà đâu đó mà cô Vinh còn khỏe mà có nghe được câu chuyện này thì sẽ nhận diện ra là trước đây vào năm 1978 thì chú đã cho cô quá giang trong một cái chuyến xe giống như chú kể nêu trên đó, thì có ai lên tiếng thì con báo cho chú biết nha chú nha. Dạ. Còn tôi với chú Bình nếu mà có nguyện vọng xét nghiệm ADN thì tôi cũng sẵn sàng thôi. Cũng như chú Tuấn Dĩ nói là cái chuyện Kiên Giang với miền Đông, miền Tây coi vậy chứ tôi mình không cái chuyện xảy ra mình cũng không thể biết được. Dạ. Rồi người này người kia nói truyền miệng nha, người ngoài Bắc ngoài nói tỉnh này tỉnh kia thì cái đó truyền miệng phải không? Dạ, đúng Thì rồi. chú cháu Bình này cần thiết thì tôi cũng sẵn sàng xét nghiệm ADN. À, rồi vậy bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta kết thúc buổi trò chuyện này, còn giữa anh Bình và chú Khương thì cứ lấy cái thông tin của nhau rồi chúng ta nếu mà tiến tới thì đôi bên bàn bạc rồi tiến tới cái việc về xét nghiệm sau nha chú nha. Dạ. Dạ 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 rồi chào chú và chào anh Bình nha. Cảm ơn chú Dạ Dĩ nhiều, dạ cảm ơn dạ bà con trong cộng đồng rất là nhiều. dạ dạ rồi bye chú, bye anh.